Alo, các bạn có thấy màn hình chưa? Dạ thấy thầy rồi, thấy rồi thầy ơi. Thấy màn hình rồi phải không? Rồi. Nên chúng ta nói về cái thất bại. Thất bại thì nó là một cái thất mà chúng ta nghĩ là bình thường chúng ta không có quan tâm lắm. Chúng ta thường hay cho nó là không có chuyện nhỏ, không phải là chuyện lớn quan trọng mà thực tế. Nhưng thực ra nó cũng quan trọng không có kém. Và ta thấy những cái bệnh lý về bên tim phải có khi nó còn khó điều trị hơn bên trái nữa. Ví dụ nhồi máu cơ tim thất phải điều trị nó khác bên trái. Ví dụ bên phải đổ nước vô thêm, bên trái mà đổ nước thì phù phổi, bên phải mà thiếu nước thì coi như là mình choáng. Thành ra là cái tim phải đó, tuy là nó mình có cảm giác là nó không có to như bên trái, không có quan trọng, nhưng thật ra nó cũng quan trọng không kém gì. Và cái cách đo đạc đối với tim bên phải nhiều khi nó còn khó hơn bên trái nha. Bây giờ đó chúng ta mới có riêng một cái bài chức năng thất phải. Bởi vì chúng ta nhớ là cái thất phải mà nó suy là chúng ta cũng bị tụt huyết áp đó. Máu nó không có đưa lên trên phổi được thì nó cũng không có máu về bên trái. Lúc đó là bên trái nó cũng không có đủ máu về, nó cũng chẳng có cung lượng tim, huyết áp cũng thấp. Đó là cái sinh lý bệnh của mấy người mà bị chèn ép tim vân vân. Như là bên phải lúc nào nó cũng rất là quan trọng chứ không phải là không quan trọng. Thế thì thất phải của chúng ta thì chúng ta cấu trúc giải phẫu và sinh lý. Thất phải thì có buồng nhận và buồng tống hình phễu, có nhiều cơ bè vách lưng thất lồi về phía thất phải tạo thành dạng hình liềm trên mặt cắt ngang. Van ba lá thì bán thấp hơn hai lá về phía mõm. Cái này là những cái những cái nét chính mà chúng ta mô tả lại ha. Bây giờ ở đây chúng ta thấy cái người ta đưa cho mình cái mô hình này là cái giải phẫu ha, giải phẫu của cái bên phải ha. Chúng ta thấy nè, và đây cái màu đỏ là bên trái, còn màu tim phải là cái màu trắng. Chúng ta thấy vì cái ngoài này ở phía trên là phễu động mạch phổi, ở đây là van động mạch phổi ha, ở dưới này là van ba lá ngăn cách giữa cái nhị phải với thất phải ha. Ta thấy cái hình dạng của thất phải như mình nói hồi nãy ha, buồng tống cái dạng hình phễu ha. Anh phân đi vô lâm về sinh lý thì thất phải dung nạp tình trạng thiếu máu cơ tim tốt hơn thất trái nha. Tức là thất trái mà bị thiếu máu cơ tim thì nó dễ có triệu chứng hơn, nó giảm co bóp, rối loạn vận động vân vân. Nhưng mà thất phải thì nó tình trạng thiếu máu nó dung nạp tốt hơn, vì thiếu máu thất phải xảy ra cả tâm thu và tâm trương, do áp lực thành thất phải nhỏ hơn và tâm thu thất phải chủ yếu từ co bóp chịu dọc. Và cái phân suất tống máu của thất phải chỉ số bình thường là 45, nó rất là rộng, 45-70%, chứ không phải là 55% trở lên giống như bên trái. Và thất phải thích ứng với tình trạng tăng thể tích tốt hơn là thất trái. Tức là khi mà có tình trạng tăng thể tích, quá tải thể tích thì thất phải nó chịu đựng tốt hơn. Đối với thất trái thì nó sức căng nó tới mức nào đó thôi, nó không có chịu được được, mà bệnh nhân sẽ dễ có những cái triệu chứng của suy trái khi mà nó tăng gánh thể tích quá mức. Còn đối với bên phải thì bên phải nó có sức chịu đựng nhiều hơn, đó là người ta khảo sát người ta thấy như vậy. Thì chúng ta có những mặt cắt, có rất là nhiều mặt cắt để chúng ta có thể khảo sát được cái tim phải, tức là nhĩ phải và thất phải. Cái thứ nhất là chúng ta mặt cắt là hai buồng đi qua bên tim phải. Đố các bạn cái mặt cắt này chúng ta cắt từ cái cửa sổ nào? Chúng ta có những cửa sổ này, nghe nhắc lại nè. Như cái bài đầu tiên chúng ta có cửa sổ cảnh ức trục dọc, cửa sổ cảnh ức trục ngang, cửa sổ mõm 4 buồng, mõm 5 buồng, mõm 2 buồng, mõm 3 buồng, dưới xương và trên ức. Thì đố các bạn là cái hình số 1 này là nhĩ phải và thất phải, chúng ta có cái mặt cắt nào để cắt được hai cái buồng đó như vậy, các bạn có biết không?
Bạn biết nó cắt nặng không? Mà cắt nặng không? Thấy không mấy bạn? Bạn có thấy hết mấy cái chữ dưới này không? Cái chữ ở dưới cái hình này. Mà cắt nặng. Cắt mà cắt nào mà mình ra được cái hình này chứ. Chúng ta cắt mặt cắt cạnh ức trục dọc, sau khi cắt mặt cắt cạnh ức trục dọc qua thì chúng ta có cái hình, chúng ta nhớ là cái hình nó đi nó đi ngang qua cái thất phải rồi nhĩ ở dưới là thất trái có tiên thất rồi nhĩ trái và động mạch chủ vân vân, mà sao lại có cái thất phải và nhĩ phải không, thì cái nhắc cắt cạnh ức trục dọc đó chúng ta chết cái đầu dò, à cái chui đầu dò xuống, chết cái đầu dò qua bên phải, chết cái đầu dò bên phải nha, và hạ cái chui đầu dò sang bên trái thì nó sẽ ra cái hình hai buồng qua bên trên phải nha. Khi nào tới giờ thực hành thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Đó là nhắc cắt qua hai buồng qua qua nhĩ phải và thất phải để khảo sát cái nhĩ phải và thất phải, không có cái hình ảnh gì của tim trái nó dính vào hết đó. Rồi cái hình số 2. Cái hình số 2 này là mấy bạn nhớ hình nào không? Cắt qua mặt cắt nào? Parastatal short axis cả ha, tức là cạnh ức trục trục ngang ở đây, ở giữa chúng ta có động mạch chủ ha, và xung quanh phía dưới này là nhĩ trái ngăn cách với nhĩ phải, và ở trên này là thất phải, đây là van ba lá. Trước khi tới đây van động mạch phổi chúng ta có buồng tống thất phải gọi là RVOT, à, right ventricle. O là outflow tract, OT là outflow, out là ra ngoài, outflow tract, tract là cái đường ấy. Ta dịch là right ventricle outflow tract là buồng tống thất phải. À. Tức là cái phần trung gian giữa cái thất phải ra đã là mạch phổi thì gọi là buồng tống. Và sau khi ra tới van động mạch phổi thì phía sau van động mạch phổi là chúng ta có động mạch phổi, à, có thân và có hai nhánh phải và trái. Đây là nhắc các cạnh ức trục trục ngang. Rồi chúng ta còn mặt cắt nào khảo sát được thất phải nữa? Mặt cắt tiếp theo là mặt cắt bốn buồng nha. Mặt cắt bốn buồng này thì chúng ta quá dễ rồi ha. Mặt cắt bốn buồng từ mỏm epicore four chamber, chúng ta có thất trái nhĩ trái thất phải và nhĩ phải, và nếu mà cái hình mà nó vẽ đúng á thì cái van ba lá đó nó sẽ đóng thấp hơn là van hai lá ha. Đóng thấp hơn có nghĩa là nó về phía mỏm hơn á, có nghĩa là trên cái hình này van ba lá nó sẽ dời xuống gần phía mỏm hơn, tại cái hình này cái hình ngược, khi chúng ta siêu âm thì theo hướng cái hình trên màn hình đó là cái hình ngược lại, à, giờ nó van ba lá đóng thấp hơn có nghĩa là nó gần ở mỏm tim hơn van hai lá, giữa cái hai và ba lá thì nó có một cái phần nó trên nhau chứ nó không phải nó ngang như vậy đâu nhé, nó ngang vậy là bệnh lý rồi ha, trong mấy cái kênh dị thất rồi thì có thể ngang chứ còn bình thường nó không phải ngang như vậy. Rồi một cái mặt cắt nữa có thể giúp mình khảo sát được thất phải nữa là mặt cắt dưới buồng ha, dưới sườn bốn buồng nó subcostal four chamber view ha, là chúng ta để cái đầu dò nó song song với cái mạch da bụng của người bệnh ha, à, chúng ta ấn cái mũi đầu dò xuống ngay cái hõm ức và cái chui đầu dò chúng ta đưa lên chút xíu, nó sẽ cắt ngang cái, sẽ cắt dọc cái được cái bốn buồng tim, nhưng mà cắt từ ở dưới ức cắt lên ha, và chúng ta có cái hình là thất phải và nhĩ phải đó. Nó nằm ở dưới bởi vì là cái hình chúng ta cắt nó ngược lại với là ở ngoài ha, ta gọi là ở dưới nhưng mà thực ra nó ở trên, thì trên là tầng dưới thất phải nhĩ phải thất trái và nhĩ trái. Thế thì từ cái mặt cắt này đó chúng ta nói thêm thì chúng ta có thể xoay cái đầu dò qua lại để chúng ta thấy được cái kết nối của cái nhĩ phải với cái tĩnh mạch chủ dưới và các cái tĩnh mạch trên gan ha, thì điều đó cũng rất là quan trọng trong cái bệnh lý tim mạch. Thì nhắc cắt dưới sườn này đó, ngoài cái chuyện mà giúp chúng ta khảo sát được cái bốn cái buồng tim á thì nó rất là quan trọng để cho chúng ta biết được cái tình trạng của tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch trên gan như thế nào. Ví dụ như tĩnh mạch chủ dưới ha, à, chúng ta thấy là nó bình thường là nó co giãn theo cái hô hấp, người ta gọi là modulate, co giãn theo cái hô hấp nha, à, co giãn theo hít vào thở ra và nó không có quá 20 mm, ví dụ nó giãn ra, và khi bệnh nhân hít vào thở ra mà nó không có thay đổi nhiều thì mình chứng tỏ là cái tĩnh mạch chủ dưới này nó giãn dữ lắm, là nó tăng áp lực trong tim phải lắm rồi, ví dụ như là
bệnh nhân có thể bị suy thất phải, hay là chèn ép tim, màng tim co thắt vân vân ha, nó giãn căng cái tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch gan giãn ra, giúp cho mình chẩn đoán một phần nào. Rồi có khi mình lại đặt cái Doppler xung vào cái tĩnh mạch trên gan, mình sẽ thấy bình thường là máu nó đi từ tĩnh mạch trên gan về về những phải, thì nó sẽ có flow một chiều ha, flow nó âm, bởi vì cái dòng máu nó đi, nó đi theo cái về cái như phải, nó sẽ ra sao làm dò, tự nhiên mình đã có flow ngược lại hay reverse ngược lại thì có thể đó, nó do hở ba lá nặng vân vân ha. Đó, nó nhiều nguyên nhân lắm, như tăng áp mạch phổi vân vân đó. Thế thì mình khảo sát được cái flow của cái tĩnh mạch trên gan theo cái nhắt cắt dưới sườn này cũng giúp mình chẩn đoán được một số cái bệnh lý cũng quan trọng, ví dụ như là hở ba lá nặng, chèn ép tim, viêm màng ngoài tim co thắt vân vân, nó sẽ có những cái bất thường về cái dòng đổ của tĩnh mạch trên gan về tĩnh mạch chủ dưới và những phải. Do đó là những cái nhắt cắt ở dưới sườn này cũng rất là quan trọng. Ngoài ra ở trẻ con á thì cái nhắt cắt dưới sườn này á, là nó rất là quan trọng trong chẩn đoán những cái bệnh lý bẩm sinh á, bởi vì mình có thể xoay đầu dò, mình khảo sát được cái cả cái rất là dễ dàng cái vách đi nhỉ ha. Vách đi nhỉ, ví dụ ở người lớn á, thì thường thường cái bụng người ta mình đè vô nó co cứng lại như đó, cái vách đi nhỉ mà cắt dưới sườn khảo sát nó khó, nhưng mà đối với trẻ con bụng nó mềm khảo sát rất là dễ. Và cái mặt cắt chuẩn nhất để khảo sát cái thông đi nhỉ đó là cái mặt cắt này ha, dưới sườn và bốn mùa này, bởi vì theo nguyên tắc của nguyên lý của siêu âm á, là chúng ta dựa vào phản âm để chúng ta có hình ảnh. Như vậy là chùm tia siêu âm mà nó vuông góc với cái cấu trúc cần khảo sát thì hình ảnh nó rất rõ. Ở nhắt cắt này thì cái chùm tia siêu âm gần như nó sẽ vuông góc với cái vách liên nhĩ, do đó cái lỗ thông liên nhĩ chúng ta hoặc là BFO lỗ cổ trục chúng ta có thể phát hiện dễ ha. Nhưng mà trong trong cái nhắt cắt mà bốn buồng ở mõm như thế này thì cái tia chùm tia siêu âm nó sẽ song song với vách liên nhĩ, và do đó cái phản âm nó kém đi, do đó nó có thể bị drop out, nó đi, nó không có cái phản âm với mấy chỗ này. Và chúng ta vô hình dung là một cách tình cờ chúng ta nhìn thấy chỗ này nó có cái khoảng trống đen, bởi vì tia siêu âm nó song song với tia nhĩ, nó không có phản âm, thì nó có những cái khoảng đen mà nó trống vậy, cho nó chúng ta lại nghĩ là lỗ thông tia nhĩ, là cho nó chúng ta chẩn đoán dương tính giả ha. Do đó trong cái chẩn đoán thông tia nhĩ không có bao giờ mà chúng ta chẩn đoán trên cái mặt cắt bốn buồng mõm đó, mà chúng ta sẽ cắt chẩn đoán chắc chắn là mặt cắt dưới sườn. Đó là nói thêm cho các bạn để biết tại sao mà chúng ta khảo sát những cái mặt cắt đó. Rồi ở cái subcutaneous view á, chúng ta có thể xoay xoay đầu dò ở con nít á, chúng ta có thể xoay đầu dò để chúng ta được một cái mặt cắt mà đi ngang ở đáy tim, nhưng mà nó lại ngược lại với lại cái mặt cắt là balance stagnant short axis ở phía trên, cảnh ức trục ngang, người ta cắt từ phía ngoài vào, còn cái này là cắt dưới sườn, người ta cắt ngược lên, cắt dưới sườn ngược lên, do đó cái hình ảnh nó sẽ ngược lại. Ở trên thì chúng ta để cái đầu dò ở ngoài, chúng ta cắt vào. Còn ở phía dưới chúng ta để ở dưới sườn, chúng ta cắt lên, thì cái hình nó sẽ ngược lại. Và chúng ta cũng có ở giữa là động mạch chủ, cũng bao quanh nó là nhĩ trái, nhĩ phải, thất phải, buồng thông thất trái và động mạch phổi nha, cái hình nó ngược lại. Và cái hình này rất là quan trọng trong cái chẩn đoán cái bệnh tim bẩm sinh và ở con nít, nhất là những cái chuyện mà hẹp động mạch phổi hoặc là thông liên nhĩ vân vân. Ở người lớn thì hầu như khó, tại vì người lớn khi chúng ta để cái đầu dò vào cho nó, người ta nhạy cảm, cơ bụng người ta co cứng ngắc lại, thành ra cái cửa sổ siêu âm nó kém đi. Rồi cái hình tiếp theo là chúng ta cũng có một cái hình để mà cắt bốn buồng nữa ha, thì chúng ta cũng từ cái được không, horizontal left atrium, cái này thì trong cái thực tế thì hơi khó, tại vì chúng ta cắt cắt ở mặt cắt ở phía ngoài chúng ta đưa vào, cái này rất là khó. Thường cái này là cắt siêu âm tim qua thực quản đó, chúng ta mới có được cái hình này đó. Siêu âm tim qua thực quản, ba cái hình dưới đó, ba cái hình còn lại là siêu âm tim qua thực quản nha. Chúng ta để đầu dò ở phía sau tim ha, thì cái hình đó chúng ta để đầu dò phía sau tim thì tôi đã nói rồi, thực quản đó, chúng ta để hình phía sau tim thì cái đầu dò nó từ trên xuống dưới, thì chúng ta mới có cái mũi chúc xuống dưới và cái đáy chúc lên trên, mình mới có cái hình đó ha. Và mình mới có được cái hình hai buồng cũng như những cái hình mà cắt
dọc qua cái vách ly nhĩ và tĩnh mạch chu trên chu dưới, thì ba cái hình dưới này là những cái hình cắt qua siêu âm trực quản ha. Còn những cái hình trên, năm bốn cái hình trên và cái hình số 5 này là những cái cắt qua cái mặt cắt ở thành ngực, qua thành ngực gồm có paracetamol acid và hồn chết đầu giờ sang phải, paracetamol short acid ở phía đáy tim, apical for chamber, subcutan for chamber view, nghĩa là subcutan ha, axial subcutan. Đó, đó là những cái mặt cắt mà mình có thể khảo sát được cái thất phải nha. Chúng ta thấy khó, đâu có phải dễ đâu ha. Khảo sát thất phải rất là khó bởi vì nó ở sâu ha. Chúng ta khảo sát rất là khó, chúng ta cái cửa sổ siêu âm phải tốt và chúng ta làm cũng rất phải là chuyên nghiệp thì mới thấy được rõ cái tim phải. Ví dụ đây chúng ta có cái hình paracetamol long acid ha, đó là cảnh ức trục dọc. Đây, nhắc lại ha, ở đây chúng ta để cái đầu dò ở phía trước ngực, do đó cái thành ở phía trên là thất phải ha, đây là thành tự do thất phải, đây là buồng buồng tim phải. À, mà nếu cắt cái này thì nó chính là buồng tống thất phải. Chúng ta cứ tưởng tượng ở trên trên thực tế nó là ở phía trước chúng ta là tim phải, ở sau xương ức là thất phải, do đó chúng ta để rồi giờ chúng ta cắt thì cái đó chính là buồng tống thất phải nha, buồng tống thất phải. Do đó khi chúng ta đo cái đường kính ở đây đó, là không có đại diện cho thất phải mà nó chỉ là buồng tống thất phải. Sau đó là vách liên thất, và phía sau này là buồng thất trái, và đó là thành sau thất trái. Ở đây thì có một cái vùng họp giữa vách liên thất, lá trước quanh hai lá ha, và đồng mạch chủ ha. Với ba đồng mạch chủ thì cái này cái phần này người ta gọi là buồng tống thất trái. Cái này là lá trước hai lá, này là lá sau, đây là nhĩ trái nha. Thì đó là nhắc các cảnh ức trục dọc bình thường ha. Và chúng ta xoay như cái hình này chúng ta thấy hình đó hai buồng nãy mình nói nha ha. Hồi nãy đây mình nói cái hình này là đó. Chúng ta xoay cái đầu giò chuối ra, xoay cái đầu giò chuối ra là phía bên phải, tức là cái chuôi nó thì hạ xuống, cái mũi thì chết lên hướng sang bên phải, thì chúng ta sẽ ra cái hình hai buồng cắt bằng hai buồng bên phải là chúng ta có thất phải và ba lá và nhĩ phải. Đó, cũng không có khăn gì hết nếu chúng ta làm quen rồi chúng ta cắt được. Đương nhiên không phải bệnh nhân nào chúng ta cũng cắt được cái hình này ha. Bởi vì trong trường hợp mà chúng ta muốn cắt được cái hình này thì cửa sổ siêu âm của bệnh nhân cũng phải đẹp mới cắt được, mà chết rồi giờ qua chúng ta mới thấy được. Đó, thấy được cái hình hai buồng thất phải và nhĩ phải. Còn khi chúng ta để đầu giờ bình thường thì nó chỉ là buồng tống thất phải chứ không phải là thất phải. Chúng ta nhớ nha, thầy có thể có sẽ câu hỏi trắc nghiệm cho cái hình này, người ta hỏi đây là nhĩ phải và thất phải hay là cái gì, là hình này người ta cho nó cho cái này là thất phải hay là buồng tống thất phải hay là gì đó, quan quan thì chúng ta nhớ cái này là buồng tống thất phải chứ không phải thất phải. Nhớ theo cái mỗi cái mặt cắt thì cái hình nó ý nghĩa như thế nào. Đây. Chúng ta có hình đây các cạnh ức trục ngang nha. À, trên này nó có trên các máy siêu âm á, thì nó sẽ có những cái hình biểu tượng như vậy để cho khi chúng ta làm á, chúng ta nhấp vô cái ô biểu tượng để đưa lên cái khung màn hình để cho cái người họ đọc cái kết quả họ hình dung cho nó dễ. Chứ nhiều khi chưa biết siêu âm tim là cái gì, họ nhìn vô thấy đen đen trắng trắng rồi đâu có thấy cái gì đâu, mà sao mô tả nhiều thứ quá ha. Nhưng mà chúng ta phải làm thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải đưa cái biểu tượng vào ha, để cho ta đọc ha, có tính cách thuyết phục ha. Chúng ta nhìn thấy ở giữa nó là ban đầu một chủ ha. Ví dụ ở đây là người ta vẽ cái hình đó là nó đóng tâm trương, còn ở đây chúng ta là tâm thu này. Van đồng chủ nó đang mở, ba cái lá van nó đang mở, ta biết cái này là tâm thu, tâm trương thì nó sẽ đóng lại. Rồi, ở đây là nhĩ phải, tôi đứng bên đây, đây là van ba lá, đây là buồng tống thất phải, và ra tới đây là động mạch phổi, tẻ làm hai nhánh, đó. Đó, cái hình thực tế thì nó không phải là được rõ ràng giống như là cái biểu tượng của mình, nhưng mà cái biểu tượng của mình là giúp cho mình tưởng tượng ra cái hình cho nó dễ, để mà mình nhìn cho nó ra cái hình cắt và cái hình gì. Nó còn ở mỗi bệnh nhân nó còn tùy thuộc vào cấu trúc, tùy thuộc vào cái giải phẫu của người ta, tùy thuộc vào cái cửa sổ siêu âm, tùy thuộc vào kỹ thuật của người cắt,
tùy thuộc vào độ lý giải và độ xuyên thấu của đầu dò vân vân, lý giải màn hình à, rất là nhiều yếu tố, và gì là siêu âm mà. Nguyên lý vật lý nó tham gia vào đó rất là nhiều, nó là cái phản âm mà nó tạo hình lại, do đó nó rất là nhiều cái thay đổi ha. Đó chúng ta phải làm, phải xét máy cho nó đúng thông số, phải cắt cho đẹp vân vân, thì chúng ta mới có những cái hình dạng tiêu chuẩn. Rồi chúng ta cắt mà cắt short axis, short axis mà cắt chuối cái đầu dò xuống dưới thì ở phía thấp, thì chúng ta nhớ là chúng ta có thất trái bình thường, thất trái nó lớn nó tròn do, và thất phải nó dẹt và nó nhỏ hơn, trong trường hợp này thì ngược lại ha, thất trái bị ép dẹt lại, thất phải dạng rất là to, nhìn cái hình này thì mình nói à mình biết cái thất phải to và áp lực trong thất phải rất là cao, nó làm cho cái vấn điện thất nó dẹt luôn, ví dụ tăng gánh thể tích ở bên trái ha, tăng gánh áp suất do tăng áp động mạch phổi nặng ha, tăng gánh thể tích do ở ba lá nặng vân vân, bệnh X-tai vân vân ha. Tất cả những cái gì mà làm tăng gánh thể tích và áp suất của mình phải đều làm cho các vấn dương thất nó dẹp lại. Đây, thất trái này ép lại còn nhỏ xíu. Đây là một cái hình ảnh về những cái hình ảnh mà tôi nói hồi nãy, là những cái mặt cắt nào khảo sát được cái thất phải. Chúng ta có đây là mõm tim, đây là đáy tim, thất phải, thất trái, nhĩ phải, nhĩ trái, và chúng ta thấy ở đây bình thường á, cái tim phải nó nhỏ, nhĩ trái nó nhỏ lớn hơn, ở đây nhĩ trái nó lại bị ép lại, quá trình nhĩ nó lại lệch qua bên trái, chứng tỏ là cái áp suất ở trong vùng tim phải rất là cao á. Cái hình này cho chúng ta thấy này, cái thất trái này nhỏ lại và cái thất phải nó rất là lớn nó ép vào, thì nhìn những cái hình này là mình biết cái áp suất ở bên phải rất là cao, thì có thể là do tăng gánh thể tích do những cái bệnh tim bẩm sinh mà làm cho tăng cái gánh thể tích, như là các cái sưng trái phải như thông liên nhĩ ha, hoặc những trường hợp mà bệnh Epstein nó hở ba lá nặng ha vân vân đó, thì chúng ta hoặc là như là tăng áp động mạch phổi, tăng gánh về áp suất ha, tăng áp động mạch phổi nguyên phát, nó cũng gây nên những cái hình ảnh này, nhìn là mình đoán được à đây có sự gia tăng về cái áp suất hoặc là thể tích bên tim phải dưới sườn ha. Mình ảnh dưới sườn thì mình thấy đó, cái những cái mặt cắt này khi chúng ta mới học thì ta thấy những cái biểu tượng rất là cần cho chúng ta, rất là cần, nếu làm quen rồi thì thấy nó bình thường, nhưng mà khi mình mới học thì chúng ta nhìn lên cái biểu tượng ở trên chúng ta thấy là bốn buồng, hình ảnh bốn buồng mà cắt dưới sườn đó, chúng ta để đầu dò ở phía dưới, những cái hình ảnh nó ngược lại phía trên. Có thể ở đây chúng ta thấy chút xíu cái phần của gan, ở đây là tim nè, tim nằm ở trên gan mà. Tiếp xúc với gan dưới là tim phải, thất phải và nhĩ phải, đây là van ba lá, ở đây là thất trái, ở đây nhĩ trái, và đôi khi chúng ta có thể thấy được cái buồng tống của thất trái hay van động mạch chủ ở đây đó. Thì cái hình chúng ta cắt thực tế có khi nó không phải giống tuyệt đối như là cái gọi là cái biểu đồ, cái hình tượng, cái biểu tượng, nhưng mà nó cũng cho mình, giúp cho ít cho mình thấy để mình hình dung cho nó dễ, dù sao cũng hình dung cho nó dễ. Và các bạn thấy luôn luôn là có một cái đường điện tâm đồ ở dưới để người ta biết cái hình mình là tâm thu hay tâm trương đó. Rất là mình nhìn thì mình thấy nó không có giống tuyệt đối, nhưng mà nó những cái biểu tượng này giúp mình tưởng tượng ra ha, mà từ từ mình quen thì sau này mình cũng không cần những cái biểu tượng này nữa. Rồi bây giờ nếu mà như vậy á, thì khi các bạn mà làm bài á, người ta cho một cái hình cảnh ức trục dọc, và người ta đo cái đường cái đó, người ta nói cái đó là đường kính thất phải, mà bạn nào chọn cái đó là sai ha. Muốn đo kích thước của thất phải là trong tài liệu hay quy ước là ta phải đo ba cái đường kính, người ta cắt bốn buồng ở mõm, bốn buồng ở mõm trái nhĩ phải, thất phải thất trái, thì chúng ta sẽ đo đường kính thứ nhất từ mõm xuống tới vòng quanh ba lá, đường kính thứ hai vòng quanh ba lá, đường kính thứ ba là đường kính ngang qua giữa thất phải, thì ba cái đường kính này mới chính là đại diện thất phải, người ta đo là 50 nhân cho 30 nhân cho 20 à, thì ta biết là ta ý chúng ta muốn nói ba cái đường kính đó nha, thì nó mới là cái kích thước thật sự của thất phải, bởi vì đo như thế này nó mới đúng thất phải, còn cái hình cảnh trục dọc thì nãy nó chỉ là buồng tống thất phải à, và một số trường hợp á, một số bệnh lý mà cái vấn liên thất người thường, mà nếu chúng ta chỉ cắt cảnh nước trục dọc á, chúng ta đo kích thước thất phải trên cái cảnh nước trục dọc á,
paracetamol acid đó, có khi nó làm cho chúng ta bị hiểu lầm là sức khỏe lớn, mà thật ra đó là được tính quần tống do cái vết thương thất nó nghịch thường, thật ra cái do cái tâm trương của chúng ta nó sai nha. Còn chúng ta đúng để tránh những sai sót đó thì bắt buộc cắt bốn nguồn ống mở mà ra ba cái thứ này. Tuy nhiên do có thói quen cho tới ngày nay nhiều cái bản từng thuật về cái siêu âm, cái lipid và siêu âm tim thì người ta cũng thói quen, người ta đo cái nguồn tống sức khỏe. Nói chung cũng không có hề hấn gì, nhưng mà khi gặp những cái trường hợp bất thường thì nó những cái đó nó sẽ sai. Chứ còn ở người bình thường không có bệnh lý gì bên phải thì người ta đo con số thất phải là 15, 18, 20, 25 cũng không ai để ý nữa. Nhưng mà khi có cái bệnh lý thì nếu chúng ta đo như vậy thì nó sẽ không chính xác, nó sẽ đưa đến một số cái chẩn đoán sai, có thể là bệnh lý bên trái thôi. Nhưng mà vết thương thất bình thường do thiếu máu cơ tim, do rối loạn dẫn truyền gì đó mà chúng ta lại nói là thất phải lớn thì nó không phù hợp, bởi vì đó chỉ là cái đường kính của buồng tống, phải đo bốn nguồn thì mình mới biết đó là kích thước của thất phải, nhớ nha. Nhà thấy nha, rồi giờ để đây mỏm tim hình nó chúc ngược lại, bên này là nhĩ trái, chúng ta có tĩnh mạch phổi nha, nhĩ trái van hai lá, nó trước nó sau thì thật trái đó. Ở đây là thất phải và phải, ta thấy bên trái nó có dạng như hình bầu dục, còn bên phải như hình tam giác đó. Rồi bây giờ đó là chúng ta nói về cái kích thước tức là cái đường kính của thất phải. Bây giờ chúng ta đánh giá chức năng của thất phải ha. Thì đầu tiên là cái mà đơn giản nhất mà ai cũng có thể thực hiện được, cũng không đòi hỏi gì cái máy móc hay phần mềm của máy gì hết, đó là người ta khảo sát cái sự di động của cái mặt phẳng ngang cái van ba lá tricuspid annular plane systolic adduction, viết tắt là TAPS, TAPS là viết tắt của những chữ đó đó nha. Tricuspid annular là vòng van ba lá, plane mặt phẳng ngang của ba lá, systolic adduction adduction là cái cử động lên xuống của nó nha. Đó, nó sẽ đại diện cho thất phải, bởi vì lúc thất phải nó co bóp thì cái vòng van ba lá nó sẽ đi lên đi xuống ha. Đó. Thế thì bình thường nó phải là 16 mm lên ha. Thì cái đó thì rất là dễ thực hiện, dù cái sổ siêu âm kém mình không cần cắt cái hình đẹp, mình chỉ cần thấy cái vòng van ba lá là được rồi, mình để cái tia siêu âm tem mà đi ngang ha. Nó phù hợp với cơ chế co bóp theo chiều dọc của thất phải, thì cái tắc này sẽ giảm trong suy thất phải hở ba lá nặng. Một số trường hợp rối loạn chức năng thất tái phẫu thuật ghép tim nó ảnh hưởng ở bên phải, nó cũng làm cho cái TAPS giảm. Nhưng mà nói chung khi TAPS giảm thì người ta sẽ suy nghĩ đến cái chuyện mà giảm chức năng tâm thu của thất phải. Đó, cái cách đo là như thế này. Các bạn cắt bốn bộ mõm, sau đó ta cho cái chùm tia siêu âm đi qua cái vòng quanh ba lá. Đó. Và ta sẽ được cái cử động của quanh ba lá. Thu tâm trương, tâm thu tâm trương, các bạn thấy cái đường điện tim trước này, từ cái T1 nó sẽ ngay với bộ cái lẻ tẻ ngày của chúng ta ha. Cái khoảng này là tâm thu, đây là tâm trương, chúng ta thấy bóp lên xuống thì chúng ta sẽ đo ở đỉnh của cái sóng này kéo xuống cho hết cho nó, và chúng ta không phải đo cái truyền dốc mà đo cái chiều cao ha. Cái chiều cao của cái dốc này, dốc này lên ha. Đó, cái van ba lá nó cử động thì nó sẽ có những cái hình sóng và nó tạo những cái hình lên như vậy, những cái dốc như vậy, mà chúng ta đo chiều cao của cái dốc đó chứ không phải đo chiều dài của cái dốc đó nha. Chiều cao của cái dốc đó thì nó mới chính là cái chức năng tâm thu mà ta gọi là TAPS đó. Sau khi học bài này xong là các bạn biết TAPS là cái gì rồi nha. Cái đó nhiều khi hồi đó giờ mình cứ nghe TAPS TAPS mình không biết TAPS TAPS là cái gì, nên giờ nó rất là đơn giản, ai cũng có thể thực hiện được ha. Hình cắt không cần phải đẹp, miễn sao nó rõ cái vòng quanh ba lá là được rồi. Còn những cái phần khác chúng ta không chú ý khi chúng ta làm, thì tập trung vào mục tiêu của chúng ta. Rồi. Chúng ta tính phân suất tông máu theo diện tích hình cắt bốn buồng. Đấy, chúng ta nhớ cái EF của thất phải nó rất là rộng, từ 44-71%. Nhiều khi các bạn tính EF ra có 44%, bạn nó giảm chức năng thất phải là không đúng. Chức năng thất phải giá trị bình thường của nó là 44 đến 71%.
cái lượng máu nó bóp ra không có bắt buộc phải là 60% giống như là ở bên trái nha. À, do giá trị bình thường của nó rất là dao động rất là nhiều. À. Thì chúng ta cắt bốn bộ mõm rồi chúng ta có phần mềm thôi. Thì chúng ta vẽ hình một cái tâm trương và chúng ta lăn cái con trỏ để nó có cái hình tâm thu và chúng ta vẽ thêm cái chu vi của ở phía trong nội mạc của thất quải nữa. À, là tâm thu thì tự động máy nó sẽ tính cho mình cái diện tích tâm thu tâm trương này và nó tính cho mình cái phân suất tổng máu. Nó gọi là theo diện tích tính phân suất tổng máu theo diện tích thì tỷ số bình thường là 44-71%. À, bây giờ các bạn biết thêm cái phương pháp để tính thì bình thường ai mà tính đâu. À, nhiều khi máy mình có cái phần mềm tính này mình cũng chả để ý, nhưng mà vì thật ra ta khi đông bệnh nhân quá chúng ta làm gì, khi nào bác sĩ có yêu cầu bệnh lý tim phải là quan đo chức năng thất phải thì chúng ta mới đo, chứ bình thường không biết thì nhiều khi cái TAPS còn chưa đo nữa kìa. TAPS rất là đơn giản thì còn chưa đo chứ nói gì đo chức năng thất phải nha. Do đó bình thường không có bệnh lý gì bên phải thì có khi chúng ta bỏ qua bước này thì vẫn có thể được, nhưng mà cái TAPS sẽ bắt buộc phải đo, TAPS bắt buộc phải đo. Còn cái chức năng thất phải tôi đã nói với các bạn cũng như bên trái thì chúng ta nhìn cái hình nhiều mặt cắt ha, chúng ta thấy nó co bóp tốt là ok rồi nha. Chứ còn thật ra những con số thì nó cũng có giá trị tương đối của nó chứ không phải là tuyệt đối, chúng ta căn cứ vào những con số không thì có khi nó sẽ sai. Đó, đây là cái hình thực tế của nó ha. À, chúng ta cắt cái tim bốn buồng thì muốn có cái hình thất phải rõ thì chúng ta phải chết đầu dò qua, chết đầu dò lại chúng ta phải nghiêng đầu dò chết qua bên phải thì cái thất phải nó mới nằm ở giữa cái hình hình quạt của chúng ta. Chứ còn bình thường chúng ta để bình thường thì chúng ta có khi cái thành bên thất phải thấy không rõ, đâu có thấy được cái nội mạc của cả toàn bộ thất phải ha. Do đó muốn có cái hình rõ như vậy á là các bạn phải chết đầu dò qua, chết đầu dò lại ha, cho nó giữ cho cái tam giác của cái thất phải này nó rõ, nó nằm tương đối rõ ở giữa cái hình quạt ha, thì chúng ta mới 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 có đo được. Còn nếu chúng ta mở rộng cái hình quạt này quá thì cái góc mở rộng quá, cái chùm tia siêu âm lúc đó cái nó quét một góc quá rộng thì cái độ đi dải nó là frame rate đó, nó thuộc vào cái frame rate là cái số hình ảnh mà trong một đơn vị thời gian nó sẽ thấp đi và cái độ đi dải nó sẽ kém đi ha. Do đó chúng ta cũng đừng có mở cái góc siêu âm lớn quá, siêu âm mà góc siêu âm lớn quá thì thấy được nhiều cấu trúc nhưng mà cái nó sẽ không có rõ, nó sẽ rất là lờ mờ. Do đó ta không có mở cái góc rộng quá. À, ở đây chúng ta có cái hình tam giác của phải rất là rõ và khi chúng ta vẽ một cái đường viền á và chúng ta nối từ đỉnh xuống đáy nó thì tự động máy nó sẽ cắt ra giống như con mắt Simpson vậy đó. Ở đây tự động máy nó tính cho mình theo con mắt Simpson, tính được cái diện tích của cái thất phải theo phương pháp Simpson ở tâm trương. À, và chúng ta dùng con trỏ chúng ta lăn lăn thì lúc đó chúng ta sẽ có được tâm thu. À, và chúng ta cũng đo được cái diện tích tâm thu của thất phải và tự động máy nó sẽ cho mình ra phần suất tổng máu, ví dụ ở đây EF là 59% đó. Ví dụ cái máy tôi làm nó có hết cái phần mềm đó, nó cài đầy đủ hết. Anh chị chúng ta làm rất là sướng nhưng mà con số máy thì nó không có ha. Thì lúc đó các bạn không làm được cái này thì các bạn dùng cái TAPS thôi nha. Ví dụ EF bằng 59% ở đây thì các bạn biết nó là bình thường. Đó. Đó, xin nhắc lại là của cái van ba lá của cái thân bên thất phải là EF là 44-71% nhé. Do đó 11 đi thi người ta cho 50%, đừng có nói là giảm nhẹ là sai nhé. Rồi cũng tương tự như là ở bên trái thì cái vòng van ba lá người ta cũng khảo sát được cái cử động của trên nó trên TDI trên cái Doppler mô thì nó cũng đặc trưng cho chức năng tâm trương và tâm thu y chang như bên trái thì cũng có sóng ở phẩy, sóng ở phẩy để khảo sát chức năng tâm trương. Còn chức năng tâm thu thì chúng ta khảo sát sóng S phẩy, sóng S phẩy. À, S phẩy chính là cái sóng mà trong cái khoảng thời gian mà thất trái co bóp để tống máu ra ngoài. À, đó thì thời gian đó thời gian tâm thu thì cái cử động của cái vòng van ba lá đó à, nó sẽ tạo nên cái sóng S thì tâm thu biên độ càng cao rồi. Tức là cử động van ba lá ở trong vòng van ba lá ở trong thì tâm thu đó càng mạnh. À, thì chứng tỏ thất phải nó càng bóp tốt, do đó cái biên độ của nó nè, biên độ của nó càng cao thì nó càng tốt. Ví dụ giá trị bình thường của nó nha. À, giá trị bình thường của nó là 15 nhưng dao động từ 10 đến 19. À, thế thì cái đó là một cái cách nữa để đo chức năng tâm thu của thất phải.
Rồi đo chỉ số hiệu suất tim này thì cũng giống như bên trái của hổm á ha, chúng ta đo cái thời gian giãn động thể tích của bên trái, thời gian co bóp động thể tích bên trái chia cho thời gian tống máu của bên trái, thì bên phải cũng vậy, thì nó cũng tương đương vậy ha. Chúng ta cũng đo được cái isovolumetric relaxation time, tức là thời gian giãn động thể tích, isovolumetric contraction time, thời gian co bóp động thể tích, là right ventricle ejection time, tức là thời gian để tống máu ra động mạch phổi đó, thì y chang như vậy. Chúng ta cắt được như vậy thì chúng ta cũng đo đo được cái hình đó, và chúng ta tính ra thì nó gọi là hiệu suất tim ha, chỉ số hiệu suất của tim phải. Cái giá trị cái bình thường của nó là 0,28. Ví dụ của hổm bên kia, bên của kia là nhỏ hơn 0,4, cái này 0,28, dao động từ 0,15 đến 0,4 đó. Thì nếu mà đo bằng TDI thì bằng 0,39. Những cái này là nói thêm cho biết thôi, chứ còn thực ra đi thi cử thì không ai hỏi tới mức sâu quá như vậy đâu. Tại vì cái chuyện mà TDI thì thật ra nó là quá phổ biến rồi, nhưng mà thật ra một số chỗ chúng ta làm cái máy siêu âm nó quá đơn giản, cũng bình thường chúng ta cũng không chú ý đến cái tích xu Doppler imaging, thì chúng ta cũng không chú ý đến đo mấy cái chuyện này. Cái này là nói thêm thôi. Rồi, một cái quan trọng nữa là chúng ta đánh giá cái áp lực động mạch phổi nha. Đánh giá áp lực động mạch phổi cũng là biểu hiện một phần nào đó chức năng của thất phải, nhất là chức năng tâm thu ha. Những cái bệnh lý mà làm cho tăng áp lực động mạch phổi thì sẽ làm dẫn tới lâu ngày đưa tới dày thất phải hay vân vân, suy tim phải, do đó cái chuyện đánh giá áp lực động mạch phổi cũng là một cái tiêu chuẩn ở trong đánh giá chức năng của thất phải. Thế thì chúng ta nhớ là ở các bốn mùa ở mỏm, chúng ta sẽ khảo sát cái dòng thở ba lá luôn luôn ở người bình thường sẽ có một cái dòng thở nhỏ 1/4, có khi 2/4, máu nó phục từ thất phải về nhĩ phải, và chúng ta để cái chùm tia siêu âm của cái Doppler continue, tức là Doppler liên tục đó, chúng ta sẽ ghi được cái phổ hở hướng từ thất phải đến nhĩ phải là ra sao đầu giò, do đó cái phổ này sẽ là phổ âm. Và chúng ta ở trên cái trục ngang thì là trục thời gian, còn cái trục dọc ở đây là vận tốc tính vào mét giây ha. Thì chúng ta đo đo cái chiều cao của cái flow này, nó sẽ ra vận tốc ví dụ như 2,6 mét trên giây, thì chúng ta có phương trình Bernoulli rút gọn là gradient sẽ bằng 4V bình phương, 2,6 bình phương lên nhân cho 4 nó sẽ là độ chân áp, và chúng ta cộng thêm 5 nữa là áp lực của thất phải, chính là áp lực của động mạch phổi tâm thu nha. Đó. Thế thì hai ví dụ như đo cái vận tốc là 2, thì 2 bình phương là 4, 4 thì 4 16, 16 cộng 5 là 21, thì là áp lực động mạch phổi tâm thu là 21. Ví dụ như là tôi đo vận tốc ba lá là 3, mà cái buồng tim phải nó bình thường, thì các bạn tính ra cái áp lực động phổi tâm thu là mấy. Cái này sẽ có cái những cái câu hỏi trong trắc nghiệm này về đề thi là bao nhiêu các bạn? Alo. Ủa các tôi nói nãy giờ mà các bạn có nghe không, có đi học không, vậy là chúng ta chỉ mở cho có không vậy? Lần sau chắc tôi nghĩ về là bạn lớp trưởng, bạn có cái điện thoại của tôi là bạn kết nối Zalo, bạn gửi cái danh sách của lớp qua cho tôi nha. Gửi danh sách lớp tôi qua để tôi kêu tên nha. Kêu tên tôi điểm danh mất chặt thì chúng ta học thì cũng phải có một cái sự nghiêm túc, nếu mà chúng ta điểm danh mà vắng quá nhiều từ 3 lần trở lên thì thôi chúng ta học lại khóa khác khỏi thi nha. Quy ước là chúng ta lớp học nó cũng phải nghiêm túc chứ, để sau này các bạn tốt nghiệp lấy cái chứng chỉ rồi ra các bạn mới học bên đó dễ, nó muốn học 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 thôi chứ sao cũng có cái bằng thì nó không được, nó kỳ lắm. Thành ra khi tôi hỏi các bạn nhớ phải trả lời đúng sai gì cũng phải trả lời. Thế thì bây giờ nếu mà vận tốc ba lá là ba, hở ba lá là 3 mét trên giây, mà cái hở nó chỉ 1/4 thôi, cái đường kính của buồng tim phải bình thường thì cái áp lực động mạch phổi tâm thu là mấy? Alo. Dạ thế thầy là ta có là áp lực động mạch phổi thôi chứ bằng là 4V bình phương, như vậy là sẽ 9 nhân 4 là 36, nếu còn sau đó cộng với áp lực nhí, nếu mà áp lực nhí là 5 thì có khoảng tầm là 41 ạ. Đúng rồi, em trả lời đúng rồi. Sao tôi thấy có mình em trả lời, em là lớp trưởng hả? Em tên gì hả?
Dạ em tên Mạnh, dạ không em trả lời giúp các Tôi bạn. con mình em trả lời, tôi hầu như đầu từ đầu khóa cuối khóa thì thấy con nghe có mình giọng nói của em, mà mấy bạn khác ngủ rồi hay sao không có theo dõi bài, hoặc là do các bạn bận rộn quá các bạn chỉ có connect cho có thôi, để mà cuối đợt thi tôi nói là bắt đầu từ lần sau nha, tôi có thể gọi bất chợt cái tên của bạn nào đó mà tôi nói 3 lần, mà nếu không có thì coi như là không có được thi nha, thì quy ước rồi đó. Và các bạn phải tập trung cố gắng chút xíu, nó cũng không có gì khó đâu nha, cố gắng tập trung chút xíu và đi học cho nó nghiêm túc, chứ để mà học gì mà có người theo dõi thôi khó quá. Còn cái nhắc cắt bên này là nhắc cắt cảnh nhất trục ngang thì ở giữa này chúng ta có cái động mạch chủ này, đây là động mạch phổi này ha. Thì chúng ta để cái chùm tia siêu âm đi dọc qua cái động mạch phổi, chúng ta sẽ cắt được cái flow động mạch phổi, nó hướng ra, hướng từ tim ra ngoài thì nó âm, còn cái này là cái dòng hở nó hướng ngược lại cho nó dương. Và chúng ta có một quy tắc tính được cái áp lực trung bình và áp lực tâm trương, ai biết không, còn nhớ không, tôi có nói rồi, áp lực đồng hồ trung bình tính sao, tất cả những thông tin về chức năng tim phải là tôi đã cố gắng gói ghém trong cái bài này cho các bạn không học là đáng chịu thôi. Thế thì bây giờ đo áp lực đồng hồ trung bình đo như thế nào, trên cái flow của hạ phổi đó chúng ta sẽ đo như thế nào để ra áp lực đồng hồ phổi trung bình, Thế thầy, có nói trong cái bài đại cương rồi không? là mình đo cái VTI của cái phổ hợp của dòng động mạch phổi ạ. Không phải đâu, mà VT thì nó sẽ tính ra cái trung bình với cái tối đa của cái hợp phổi. Có bạn nào khác để nói không? Tôi thấy có một bạn nói hoài vậy. Bây giờ các bạn, bây giờ bạn bạn lớp trưởng của mình là tên gì vậy? Có nghe đó không? Nhóm trưởng á. Bạn nhóm trưởng ơi. Bạn có học không vậy bạn nhóm trưởng? Nhóm trưởng cũng vắng mặt luôn đúng không? Alo. Mic bạn bị có vấn đề đấy thầy. Với bạn bị vấn đề gì thì Dạ bạn bạn. bạn có chuyện cho tôi chứ. Tôi đề nghị là nếu mà như vậy thì có lẽ chúng ta thay nhóm trưởng, như bạn em cho em làm nhóm trưởng đi cho rồi, chứ tôi thấy bạn kia làm nhóm trưởng mà không có làm gương cho các bạn ấy thì khó quá nghe. Cái này chúng ta đi học rất là thoải mái rồi, đã học online rồi, không có phải đi tới rồi, thì chúng ta còn không chịu học nữa thì không biết học cái gì. Anh tưởng tượng mấy em mà giống như mấy đứa nhỏ mà học lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 thì ham chơi vi tính mà bị người lớn la. Nó còn con nít, còn mình lớn, mình đã bỏ thời gian tiền bạc đi học rồi, mình phải đầu tư công sức vô cho nó có hiệu quả chứ. Học xong thì cũng phải có một cái gì đó ích lợi. Tự nhiên không người dân quen, không có lớp thì không có ai hết, thì có một người đối đáp qua lại, nhưng mà chẳng qua là tôi chỉ nói chuyện, chỉ hướng dẫn cho một em à. Các bạn khác đâu lên tiếng thì mình có coi, còn bạn nào đang nghe ở trên đó nữa không, nếu không thì thôi anh tắt máy, không có dạy nó Nghe đây đâu, anh ạ. sẽ máu về Dạ có thầy đó. chứ. Dạ có Dạ ạ. nghe. Dạ Rồi nghe thầy ơi. các bạn phải đợi tới lúc anh nói như thế thì các bạn mới chịu lên tiếng, mà ai ăn thịt ăn cá gì hay là chê mấy bạn dở gì đâu ha. Thì chúng ta cứ lên tiếng để biết là mình đang theo dõi, và cái người hướng dẫn mình đã hỏi thì mình biết mình trả lời, còn mình không biết nó dạ tụi em có nghe, em nhớ mà. Mang máng là như vậy mà không biết có phải không, bạn khác cho ý kiến thì em đi vân vân, ý kiến bắt em phải nói đúng không nha. Thì đây là cái dòng hở, thì chúng ta sẽ đo đó, cái đầu đầu của cái dòng hở đó, chúng ta đo cái vận tốc đầu dòng hở là cộng 10 ha. V đó cũng là cộng 10 thì là áp lực động mạch phổi trung bình nha. Còn cái phía sau này đó là áp lực động mạch phổi tâm trương đó nha. Chúng ta đo như vậy, chúng ta đo đo lên như vậy thì nó cho mình cái con số ha. Chúng ta để cái con trỏ vô đây thì tự động máy nó sẽ cho mình cái con số ở trên đó, trên bảng ha. Đó cho mình con số thì mình sẽ biết là mấy mm thủy ngân ha. Cho mình cái gradient luôn để mình cộng 10 ha. Nó đo cái vận tốc thì nó tự động nó tính, thì mình gradient cộng 10 vô thì nó là áp lực mỗi trung bình, nếu nó là đầu đầu phía đầu của cái dòng hở, còn cuối dòng hở thì áp lực đồng hồ tâm trương nha.
thì giữa áp lực đoạn phổi tâm thu, tâm trương và trung bình nó có một cái công thức là áp lực đoạn phổi tâm thu thì bằng 3 lần trung bình trừ 2 lần tâm trương. Công thức đó anh ta phải nhớ nha. Áp lực đoạn phổi tâm thu thì bằng 3 lần áp lực phổi trung bình trừ cho 2 lần áp lực phổi tâm trương. Nha. Như vậy chúng ta sẽ có nhiều cách để tính được cái áp lực vào mặt phổi tâm thu nha. Có hai cách, một là khảo sát qua cái dòng ngỡ ba lá, hai là khảo sát qua cái dòng ngỡ van động mạch phổi nha. Ta biết là đương nhiên là khi mà anh hướng dẫn lần đầu tiên mấy em học cái bài này, đương nhiên là mấy em cũng giống như là đi lạc vào một cái gọi là cái rừng, một cái khu rừng lạ ha, coi như là chưa bao giờ nghe biết gì, thì đương nhiên nó cũng phải có những cái khó khăn, nhưng mà mình cứ thể hiện cái sự tích cực của mình ra thôi. Giống như em gì đó, mỗi lần ta hỏi chỉ có mình em nó trả lời, em nó trả lời đúng hay sai gì là cũng đáng tuyên dương hết, chứ anh đâu có chê là mấy em dở lắm. Mấy em đang đi học mà ai chê mấy em làm gì? Khi nào mấy em học xong rồi mấy em làm siêu âm 5-10 năm rồi mấy em cắt tầm bậy thì nó mới chê mấy em, còn đang đi học mà chưa có thực hành hay dở gì nha. Ở đây là chỉ có gọi là sự cố gắng hay không cố gắng mà thôi, chứ không có nói hay với dở gì là đang học mà nha. Các em yên tâm nha, tôi là về cái quan điểm học hành của các bạn là tôi rất là thoải mái, không có gì mà khó khăn hết, nhưng mà chúng ta phải cố gắng để thể hiện cái sự tích cực của mình, chứ đừng có thụ động quá thì có thể làm anh hiểu lầm là mấy em không có theo dõi bài, thì sau này người ta sẽ nói học sao mà dễ quá, học sao cũng đậu được chết. Rồi tiếp theo đây chúng ta nhắc lại những cái chuyện mà chúng ta nói nãy giờ đó. Nãy giờ chúng ta đang nói về áp lực đồng hồ tâm thu, chính là áp lực tâm thu thất phải đó ha. Thì chúng ta có cái hình bốn buồng như vậy, cái dòng hở ba lá từ thất phải về nhĩ phải, thất phải là right ventricle, nhĩ phải là right atrium. Thì peak gradient áp lực đồng hồ cái gradient độ trên áp và là tối đa thì gọi là peak gradient, và một số máy nó sẽ là gradient max cũng được. Peak nó cũng là cái đỉnh, cái này gọi là peak gradient, tức là độ trên áp tối đa, hay là max gradient như vậy là bằng 4 về bình phương, đó là phương trình Bernoulli một lúc nọ. Thế thì như vậy thì cái áp lực ở thất phải trừ áp lực nhĩ phải chính là độ trên áp là bằng 4 về bình phương chuyển vế qua áp lực của thất phải, chính là 4 về bình phương cộng áp lực nhĩ phải. Ví dụ áp lực nhĩ phải bằng 5 như em nói hồi nãy đó ha, là bình thường. Còn nếu mà giãn nhĩ phải là 10, nếu mà tim phải hở ba lá nặng quá hoặc tim phải nặng quá có thể cộng 15 ha. Thì chúng ta ước lượng thôi, không có chính xác tuyệt đối. Nhưng mà còn cái con số mà chúng ta phải đo chính xác đó là cái peak gradient, chúng ta sau đó chúng ta mới cộng thì nó mới ra áp lực động mạch phổi tâm thu. Nha, ví dụ đây có những cái ví dụ đó. Và tôi nói lại hồi nãy giờ những cái tôi nói áp lực phổi tâm trương thì bằng cái V mà cuối tâm trương của cái dòng ở phổi nó bình phương lên cộng phải, thì thường thường người ta cộng 10 nhé. Thì như vậy là cái áp lực phổi tâm thu á, nó sẽ có công thức như tôi nói hồi nãy, công thức này một cách viết khác thôi. Thế thì là tâm thu thường 3 lần trung bình trừ 2 lần tâm trương. Cái này cũng là một cái tài liệu tham khảo để tôi nói thêm thôi, tức là ước lượng cái áp lực ở trong nhĩ phải. Nhưng cái này thì nó cũng không đúng tuyệt đối, mình cũng phải phức tạp ra đọc để biết thôi. Thì thay vì ước lượng cái buồng cái dòng hở ba lá với cái buồng tim phải thì người ta lại ước lượng, ta cắt ở dưới sườn, người ta ước lượng ở tĩnh mạch chủ dưới inferior vena cava ha. Nếu mà hô hấp mà nó còn thay đổi trên 50%, hít vào thở ra nó còn nở ra xẹp đi, mà cái sự nở ra xẹp đi đó nó trên 50%, chứng tỏ là cái áp lực của trong nhĩ phải và thất phải nó bình thường thì ta cộng 5. Còn nếu mà hít vào mà nó còn thay đổi, nhưng mà cái thay đổi nó thấp quá, dưới 50% thì ta cộng 10, hoặc là bình thường nó đã giãn rồi, trên 20mm rồi mà thì chúng ta xem như cộng 10, mà nếu mà nó giãn mà nó càng không thay đổi nữa thì cộng 15. Và nếu nó giãn mà nó thay đổi ít cộng 15, còn nó giãn không thay đổi cộng 20. Thì cái này nó có vẻ chi tiết, nhưng mà thật ra thì khi chúng ta làm thì nó cũng không cần phải quá mức như thế này, quá mức chi tiết thì đương nhiên làm được cái này là tốt, nhưng mà chỉ cần đo chính xác cái độ trên áp và xem cái thất phải có suy không thì chúng ta cộng 5, cộng 10, cộng 15 được rồi. Còn ai giỏi thì cứ cắt cái tĩnh mạch chủ dưới, kêu mình nhấn hít vào thở ra và chúng ta coi cái sự thay đổi theo hô hấp đó, nó trên 50% dưới 50%, và cái đường kính bình thường của nó là bao nhiêu
giảm trên 20 hay là dưới 20 vân vân. Thế thì chúng ta coi những cái này thì nó là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá áp lực của nhĩ phải, thì chúng ta cộng thêm vào cái gradient chúng ta đo bằng qua cái dòng áp lá nha. Đó là một cái phương pháp khác để tính được cái áp lực của nhĩ phải. Đó. Thế thì cái bài chức năng thất phải thì nó chỉ có vậy thôi nha. Thế thì bây giờ các bạn có thể nghỉ chút xíu rồi tôi sẽ hướng dẫn thêm một bài khác nha. Tất cả những cái bài này thì đều được sẽ được gửi cho bạn qua tôi sẽ gửi qua mail. Có lẽ là bây giờ bạn lớn trưởng bạn sẽ nhắn cái địa chỉ mail của bạn qua cho tôi nhé, để tôi gửi qua cho nó dễ nha. Gửi trên cái Zoom này nhiều khi nó hơi khó, qua khó nha. Cho tôi một cái địa chỉ mail để tôi lên Google Drive rồi tôi bắn qua cho các bạn cái bài hướng dẫn nhé. Chúng ta nghỉ chút xíu rồi chúng ta học tiếp nữa nhé. Alo, anh Vũ đây. Alo. Alo. Mới chấp nhận thì mới chấp nhận cho em Mới chấp đi. nhận cho em đi. Dạ, đúng không? Không, Là nhưng mà em cái phải. thời nhưng mà cái thời gian đã trường đã sắp xếp cho em mà tại sao lại thay đổi như vậy? Dạ, tại vì em bị xong với bạn một tháng là do cái dịch Covid thì rồi em phải chuyển bệnh viện, thành ra giấy tờ của em bị chậm hết một tháng. Thì Nên em cứ nói với anh Đạt, nhưng mà cái chuyện mà khi mà em đi như vậy á, cái em làm việc được thì người ta mới mới muốn cho em làm, đó là cũng là một cái dấu hiệu tốt. Thành ra là nếu mà làm được thì cố gắng làm cho đủ thời gian, chứ tại sao lại phải đi sớm này? dạ, tại vì trường xếp lịch như vậy nên em không có Không, không, cái đó tôi sẽ trao đổi với lại cô Hạnh với cô Tường coi như thế nào để cho em đi cho đủ thời gian cho người ta, chứ mình làm vậy mai mốt mình gửi nội trú tới người ta không nhận nữa đâu. dạ, tại vì em xin anh Đạt đó là em đi nợ học sinh 6 tuần rồi đó em quay về khoa em đi tiếp còn 1 tháng còn lại. Nhưng mà anh Đạt nói là cái lịch như vậy là chen giữa nên nó không có hợp lý, nó Đúng là trường rồi, xếp như vậy là không có đúng đúng. rồi, anh thấy Dạ. cái việc không có đúng, anh cũng không có bằng lòng chuyện đó. Thật ra anh cũng muốn giúp em nhưng mà anh thấy vậy là phi lý, tại vì mình đang Tại làm ở khoa rồi người ta đã đồng ý nhận nội trú, là đã một cái sự kết hợp rất là tốt với bộ môn của trường rồi, thành ra mình cố gắng. Thành ra là bây giờ cái chuyện đó thì do bộ môn sắp xếp chứ gì. tại vì cái chỉ có một mình em là bị dính thôi thầy, mấy bạn kia là xong khoa hết rồi, chỉ có mình em là bị trễ 1 tháng so với mấy bạn, Thì cho thôi thì nên là mình em đi trễ thông tin tháng chứ bây giờ làm sao mà tự nhiên đang đi khoa người ta mà bỏ ngang gì được, sau này ảnh hưởng những người đi sau. Anh cũng đồng ý dạ với bác Đạt là không có nên làm gì đó, anh sẽ nói với cô Hạnh nha, anh sẽ nói với cô dạ Hạnh là bàn lại với bộ môn như thế nào nha, chứ trễ trước dễ không được đâu nha, để từ từ em đang dạy chút xíu rồi em sẽ gọi cho cô dạ Hạnh dạ nha. cảm ơn Ừ. Em là nguyên nguyên họ tên của em là gì? thầy. Dạ, Huỳnh Thị Trang Thanh. Huỳnh Thị Trang Thanh, rồi em sẽ nói với lại cô Hạnh là nội trú Huỳnh Thị Trang Thanh có trình bày vấn đề như vậy. Anh cũng thấy là bác sĩ Đạt không đồng ý là cũng đúng thôi, chứ không phải là không khó khăn gì đâu, gặp anh cũng vậy, đang nhìn đang đi ngắt ngang quay lại vậy được thôi được rồi.
Ok.